Thay vì cởi trói, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại giảng thêm cho giáo viên giấy phép con. Thưa quý vị, hàng triệu nhà giáo trên cả nước đang khóc thét với thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thêm một giấy phép con, nhà giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp. Giấy chứng nhận nghề nghiệp cho nhà giáo, theo như dự kiến đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là văn bản do Cơ quan Quản lý Giáo dục có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho người đạt chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, đáp ứng yêu cầu để hoạt động nghề nghiệp nhà giáo. Theo Tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo, khi có giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo có thể dạy liên trường, dạy theo chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở khác. Trước hết, giấy chứng nhận này thừa thãi vì trong thực tế, giáo viên được công nhận là giáo viên thì đã có bằng sư phạm sau một trường chuyên ngành là sư phạm cấp, sau đó có thêm các chứng nhận về chuẩn nghề nghiệp giáo viên và nhiều giấy chứng nhận liên quan khác. Tiếp đến, giấy này chỉ có tính hình thức và không hợp lý khi được dùng để thay thế cho quyết định công nhận hoàn thành chế độ tập sự và chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo hiện nay như dự kiến. Bởi quyết định công nhận tập sự của giáo viên sẽ được cơ sở sử dụng nhà giáo cấp. Nó rất đơn giản và chỉ có một lần. Còn nếu cấp trên cấp thì phải trình lên thêm một cấp, lại phát sinh thêm không biết bao nhiêu là thời gian, thủ tục, thậm chí có nguy cơ tạo điều kiện cho tiêu cực sinh sôi nảy nở. Thêm nữa, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo hiện nay thì lại đang có nhiều tiêu chuẩn, cứ vài năm lại nâng cấp một lần, và tiêu chuẩn này chỉ có giá trị trong nâng lương, ngoài ra không có giá trị gì khác. Nếu áp dụng thì giấy chứng nhận này cũng phải vài năm một lần thay thế, cập nhật. Giấy chứng nhận nghề nghiệp cho nhà giáo nếu được áp dụng sẽ là một loại giấy phép con, thêm một vòng kim cô nữa chụp lên đầu các nhà giáo. Trong khi mỗi một người được gọi là nhà giáo ở nước mình, ngoài những bằng cấp, chứng nhận vừa kể, thì mỗi năm còn bị trói buộc đến bù đầu tóc rối với biết bao nhiêu là những đánh giá xếp loại và thi đua. Đó là chưa nói đến việc cuộc thi nâng hạng được áp dụng bao nhiêu năm nay, mà theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thì trên thế giới không có nước nào làm. Tới đây sẽ được bỏ nhưng vẫn thay bằng xét tuyển cũng nhiều khê không kém. Thay vì nghĩ ra những loại giấy phép con như thế này, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên tập trung cho việc nghĩ ra các giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng đầu ra bằng cách cởi trói, giải phóng nhiều hơn nữa các thủ tục hành chính không hợp lý, không cần thiết để nhà giáo sảnh đầu mà toàn tâm, toàn ý nâng cao chuyên môn, tập trung giảng dạy. 12 năm cho 404,8 km đường sắt đô thị Hà Nội, nhưng đến nay hơn 10 năm chỉ hoàn thành 13 km. Thưa quý vị, theo quy hoạch, thành phố Hà Nội có 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 417,8 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40,5 tỷ USD. Đến nay, Hà Nội mới hoàn thành được 13 km tuyến 2A Cát Linh Hà Đông và đang thi công 12,5 km tuyến số 3 đoạn Nhổn ga Hà Nội. Để hoàn thành được 404,8 km còn lại trong 12 năm, đến năm 2035, Hà Nội cần bố trí khoảng 37 tỷ USD. Câu hỏi đầu tiên là 12 năm nữa có hoàn thành 404,8 km còn lại hay không? Bởi vì cái gương Cát Linh Hà Đông còn sờ sờ ra đó, chỉ 13 km tuyến đường sắt này phải xây dựng mất 10 năm, với bao nhiêu chỉ đạo, cam kết nhưng vẫn trễ hẹn, đội vốn và trễ hẹn. Nếu vẫn làm theo cách cũ, tư duy cũ, quản trị cũ, trí tuệ cũ, thì 12 năm nữa đường sắt đô thị Hà Nội khó có thể đạt được mục tiêu đề ra. Câu hỏi thứ hai, cho dù hoàn thành thì với 417,8 km có theo kịp sự gia tăng dân số tự nhiên và cơ học của thủ đô, tham gia giải tỏa được áp lực giao thông khủng khiếp của đô thị này. Hãy quan sát tuyến Cát Linh Hà Đông sẽ thấy hiện đón khoảng 35.000 đến 36.000 lượt khách trên một ngày. Con số này vẫn rất nhỏ so với dân số của Hà Nội hiện tại là khoảng 8,5 triệu chưa kể khách vãng lai. Dân số thủ đô mỗi năm tăng trung bình 160.000, tương đương một huyện. Dự kiến sau 10 năm nữa, từ 8,3 triệu người năm nay sẽ lên gần 10 triệu vào năm 2030. Như vậy, thêm vài chục km đường sắt đô thị cũng không giải quyết được áp lực giao thông mà phải con số ngàn cùng với nhiều phương tiện công cộng và các giải pháp hỗ trợ khác. Việc lớn hơn rất nhiều, chỉ riêng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, hãy làm cho thật tốt, triển khai nhanh, hoàn thành đúng tiến độ, đừng như tuyến Cát Linh Hà Đông để dân được nhờ. Muốn hạn chế phương tiện cá nhân, hãy cho người dân phương tiện công cộng để thay thế. Ai cũng biết chắc chắn rằng nếu có phương tiện công cộng thuận lợi, tiết kiệm, an toàn, người dân sẽ lựa chọn để đi lại, nhưng chính quyền đã không cung cấp các sản phẩm đó cho người dân.
Một tuyến đường sắt đô thị bơ vơ, không có sự kết nối với các phương tiện công cộng khác, sẽ khó để thu hút được hành khách. Nhưng muốn có nhiều tuyến để tạo mạng lưới đường sắt đô thị thì cần không chỉ tiền mà năng lực quản lý các dự án. Hy vọng Hà Nội sẽ xuất hiện những tài năng đủ gánh vác các dự án hạ tầng giao thông để 12 năm nữa người dân có được hơn 400 km đường sắt đô thị để đi lại. Cán bộ chưa biết sợ hay lòng tham không đáy nên vẫn còn nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng. Quý vị thân mến, dẫn câu hỏi về việc vì sao công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh nhưng vẫn còn vi phạm, cán bộ chưa biết sợ hay lòng tham không đáy. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu cần nghiên cứu, đánh giá, phân tích đầy đủ để có giải pháp khắc phục. Tại Hà Nội diễn ra hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính đảng và ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ cũng như năm 2023 của ngành nội chính và các ban chỉ đạo cấp tỉnh. Về công tác tham mưu, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh kết quả lớn mà chưa nhiệm kỳ nào làm được của ngành nội chính đảng, đó chính là ban hành 3 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nhắc lại đề nghị của địa phương, tổ chức lớp tập huấn về liêm chính, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh đây là vấn đề mà cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện. Thường trực Ban Bí thư lấy ví dụ, lãnh đạo một sở y tế vi phạm quy định đấu thầu nhưng dứt khoát không nhận tiền, không nhận quà. Đâu phải cán bộ nào cũng cầm tiền, cầm quà. Bà Mai tiếp tục dẫn chứng. Thêm trường hợp ở Đồng Tháp, mặc dù Ủy ban kiểm tra không đề xuất mức kỷ luật, nhưng có cá nhân tự đề xuất mức kỷ luật cho mình vì thấy được trách nhiệm người đứng đầu. Liêm chính cần được tuyên truyền, vận động và cán bộ phải tự soi, tự sửa, đặc biệt là trong các cơ quan kiểm soát quyền lực càng phải nâng cao đạo đức này. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư cũng nêu những tồn tại, hạn chế vướng mắc của ngành. Kết quả đạt được cũng chưa đồng bộ, chất lượng hiệu quả ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Có nơi quyết tâm chưa cao, có nơi còn giữ thái độ dè dặt, e ngại, sợ đụng chạm, sợ ảnh hưởng đến thành tích. Người này bao che người kia, một số địa bàn còn để xảy ra vụ việc lớn, hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, dư luận bức xúc. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành nội chính đảng và các ban chỉ đạo cấp tỉnh cần tiếp tục khắc phục những điều này, vạch được ranh giới đỏ để cán bộ không bước qua. Nhưng tại sao vẫn còn vi phạm? Cán bộ chưa biết sợ hay lòng tham không đáy nên vẫn còn xảy ra nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp. Có những vụ việc liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên quan cả trung ương và cán bộ địa phương. Vụ việc nào cũng cơ bản đều có sự móc nối giữa cán bộ nhà nước với thành phần thoái hóa biến chất ở bên ngoài xã hội, làm thiệt hại thất thoát lớn tài sản của nhà nước, nhân dân. Nếu như trước đây, tất cả các vụ khiếu kiện phức tạp cơ bản là khiếu kiện về đất đai, nhưng bây giờ không chỉ dừng lại ở đó mà lan rộng ra lĩnh vực đấu thầu, sử dụng tài sản công, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng, đăng kiểm, y tế, giáo dục. Bà Trương Thị Mai yêu cầu cần nghiên cứu, đánh giá, phân tích đầy đủ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những vi phạm trong nhiệm kỳ này để có giải pháp khắc phục. Quan tâm phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, việc rà soát, bổ sung hoàn chỉnh chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực vi phạm phổ biến thời gian qua là điều kiện quan trọng, làm sao tạo khuôn khổ pháp lý cần thiết, vạch được ranh giới đỏ để cán bộ không bước qua, mà muốn bước qua đều phải sợ. Đồng thời, tạo khuôn khổ để cán bộ dám nghĩ, dám làm, không e ngại, sợ sệt. Từng cơ quan, tổ chức địa phương chú trọng việc tự rèn luyện, tự soi, tự sửa, gương mẫu, nói đi đôi với làm, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.